đặc điểm nhan sắc nổi bật của idol hóa ra không tốt như nhiều người tưởng. Lưng cánh bướm đáng ngưỡng mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba là biểu hiện của dạng xương bất thường. LA4 mà Dương Mịch từng lăng xê từng nhận về nhiều chỉ trích vì nguy hiểm. Cổ Thiên Nga của Lưu Thi Thi là bệnh về thoái hóa đốt sống. Vai vuông góc của Jenny thể hiện tình trạng bất thường trên cơ thể. Những trào lưu nhan sắc trong giới giải trí thường được lan tỏa rất nhanh và được nhiều người học theo. Tuy nhiên, có muốn đẹp cũng phải chọn lọc, bởi không phải trào lưu nhan sắc nào cũng tốt và cũng đáng để bắt chước. Có những đặc điểm được cho là giúp vẻ đẹp của các ngôi sao thêm hoàn hảo, thực chất lại rất gây hại tới sức khỏe, hoặc nó chính là điểm bất thường trên cơ thể mà không phải ai cũng biết. Trong giới showbiz, nhan sắc của Lưu Thi Thi đều được mọi người khen ngợi hết lời. Nổi bật nhất trong vẻ đẹp của nàng tiểu hoa 85 này chính là chiếc cổ cao thon gọn, hay còn được gọi là cổ Thiên Nga. Vô rất nhiều cô gái mong ước có được điều đó, nhưng nếu biết sự thật về nét đẹp này, có lẽ mọi người sẽ phải cân nhắc lại. Cụ thể, theo giải thích của một blogger chuyên về y khoa, thì cổ Thiên Nga thực chất là một loại bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Bình thường, đốt sống cổ có hình chữ C giúp chịu áp lực lên cổ tốt hơn. Còn cổ Thiên Nga buộc phải duỗi thẳng đốt sống cổ, theo thời gian có thể dẫn đến cong vẹo, tăng áp lực lên đốt sống cổ, cuối cùng người được đẹp cũng chính là người phải chịu đau. Bên cạnh cổ Thiên Nga thì xương cánh bướm cũng là nét đẹp làm bao người yêu thích và mỹ nhân sở hữu đặc điểm này là Địch Lệ Nhiệt Ba. Khoảnh khắc nàng mỹ nữ Tân Cương diện lễ phục để lộ ra phần xương cánh bướm đầy xinh đẹp, quyến rũ đã được khen ngợi hết lời. Thế nhưng, sự thật về nét đẹp này lại làm ai nấy phải lo lắng, bởi xương cánh bướm thực chất là bệnh xương bả vai lên cao, là biểu hiện của hình dạng xương bất thường. Lưng của người bình thường phải thẳng, chứ không thể cong như vậy. Trước xương cánh bướm, vòng LA4 cũng được các nữ nghệ sĩ hoa ngữ tích cực lăng xê. Một trong số đó là Dương Mịch, và cô đã nhận về lời cảnh cáo khi đăng tấm hình khoe eo lên mạng xã hội. Nữ diễn viên sau đó phải lên tiếng xin lỗi và xóa tấm hình này đi, do nó tạo ra trào lưu khoe ảnh với dáng chụp nguy hiểm. Thực tế, vòng LA4 tuy đẹp nhưng lại gây hại cho các bạn gái, bởi nó được xếp vào hàng biến dạng thẩm mỹ. Việc vùng bụng có lớp thịt dày hơn là chuyện bình thường, nhất là với phái nữ có nhiều cơ quan ở đây. Hơn nữa, lớp mỡ nhất định có thể bảo vệ các cơ quan ở vùng bụng, nên việc khu vực này nhô ra một chút là chuyện bình thường. Cuối cùng, một bờ vai nhỏ nhắn, vuông vắn là điều mà nhiều chị em từng mơ ước khi thấy nét đẹp này trên cơ thể của Jenny. Thế nhưng ít ai biết rằng, đó lại là một căn bệnh trong y học. Một người bình thường sẽ sở hữu bờ vai có độ cong nhất định, không thể có hình dạng vuông góc 90 độ. Nếu thường xuyên luyện tập để có vai vuông góc, sẽ rất dễ bị đau cánh tay, xuất hiện tình trạng tê tay, mất lực. Những trào lưu làm đẹp dựa theo đặc điểm nhan sắc nổi bật của các ngôi sao vốn thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chị em. Tuy nhiên, để có thể vừa đẹp vừa giữ được sức khỏe thì mỗi người nên chú ý tìm hiểu kỹ trước khi đu trend, tránh tiền mất tật mang mà còn chưa chắc đã phù hợp với bản thân mình.